Hello Nhiên, xin chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Nói chung thì anh Duy Hoàng, nếu mà tôi nói sai về anh thì tôi xin lỗi. Tôi chỉ tôi hiểu sai về anh thì tôi xin lỗi, nhưng mà cái lập luận của anh thì nói chung là tôi cũng không đồng ý lắm. Tôi không đồng ý những cái mà về những cái lập luận của anh, nó không có một cái sự rõ ràng và bằng chứng về những, ngay cả những người homeless, không phải ai cũng homeless ở Mỹ là cũng hút chích hết đâu anh ơi, không phải đâu. Tôi nói với anh nha, ngay cả những người dân thường Mỹ nó chích hút hơi bị nhiều á, dân Mỹ nó hút chích hơi bị nhiều á, chứ không phải là dân homeless mới hút chích không đâu. Tại vì do hoàn cảnh xã hội, do kinh tế khó khăn, nhiều người họ không kiếm được công ăn việc làm và họ không tìm được những cái cuộc sống nó ổn định, cho nên họ mới lăn vào cái homeless thôi. Homeless nó là một cái trường hợp, đâu phải là sung sướng đâu anh. Họ sống cù lăn cù lóc mà ai mà muốn như vậy. Nhưng mà vì hoàn cảnh thôi, nói mà nói họ bị tù tội kia, họ vẫn kiếm được những công ăn việc làm bình thường được chứ. Nhưng mà tại vì họ không, nó không có tìm ra được, họ đành phải lăn vào như vậy, họ đi xin thêm. Còn mà tiền mà chính phủ mà cho đó, anh nói mà cho homeless đó, thì tôi nói cái chuyện này hơi bị lạ. Tôi chưa bao giờ nghe tiền chính phủ cho homeless. Nếu mà anh nói mà họ hút chích đó, thì cho tiền họ cũng xách đi hút chích nữa. Đấy, thì họ chỉ có một cái chỗ ở gọi là cộng đồng, cái trung tâm nó gọi là cái shelter, shelter như đó, cái giường khi nó 3 tầng 4 tầng 2 3 tầng vậy đó, họ vô đó họ ở, rồi nguyên cái chỗ tắm cũng tập thể, cái gì cũng tập thể, ăn uống cũng tập thể, mà họ trên đó miễn sao họ có ngày cơm 2 buổi thôi. Chứ mà homeless mà chính phủ cấp nhà cấp tiền thì tôi thấy chuyện là hơi bị khó. Tại vì đã nói homeless là người vô gia cư rồi, làm sao mà cấp nhà cấp cửa nữa. Còn chuyện mà anh nói vấn đề mà ở Mỹ mà được cấp những cái tài khoản của xã hội đó, nó không phải là đơn giản đâu. Còn tiền hưu thì nó ra tiền hưu, còn tiền trợ cấp xã hội nó ra tiền trợ cấp xã hội. Tiền hưu là nó base trên cái lương anh làm. Anh làm ở nước Mỹ nhiều thì anh về hưu anh sẽ được lãnh nhiều. Cái tiền đó anh chỉ lãnh ở cái tuổi gọi là 65 thì phải, tôi nhớ 65, bây giờ nó lên 65 rồi. 65 nhiều khi nhiều người tới tuổi đó mà họ lãnh họ còn không dám nghỉ hưu nữa. Hiện nay nhiều người già ở Mỹ họ vẫn phải làm, tại vì cái tiền hưu nó không đủ để chi phí, họ không đủ để chi phí, họ vẫn phải cố gắng họ làm tới 70 tuổi để họ làm nhiều, để họ tích lũy vào trong đó. Còn tiền thuế mà khi mà người dân đóng, cái người mà đi làm họ đóng vào trong cái sở thuế của Mỹ đó, chính quyền liên bang và tiểu bang đó, thì họ đóng vào đó thì nói chung là ai đóng người đó hưởng thôi, và họ chích ra thì chính phủ nó chích ra một cái phần nào đó để nó lo về dịch vụ xã hội và những người có hoàn cảnh éo le thôi, những hoàn cảnh mà họ họ khó khăn, họ không còn đường nào để binh thôi, thì chính phủ chỉ giúp họ một cái sự tượng trưng và để cho họ có thể đứng trên đôi chân của họ. Hiện nay vấn đề mà phúc lợi xã hội đó, chính quyền Trump á, ổng đang muốn cải tổ vấn đề này, là ổng bắt mỗi người dân phải làm, tại vì họ càng ăn nhiều thì chính phủ sẽ bị hao hụt tiền, tại cái tiền đó nó rất là lớn. Dưới thời chính sách của ông Obama đó, ông Obama đó, ổng có cái tư tưởng về xã hội chủ nghĩa rất là độc đáo. Ổng lúc nào cũng muốn lấy của người giàu chia cho người nghèo mà ổng làm không được. Mà cái nước Mỹ nó là cái thằng tư bản tài phiệt, thì không cách nào mà làm, hãy ổng làm như vậy thì tụi tài phiệt nó không tung tiền ra. Tại vì xã hội nó phải có người giàu, người nghèo, thằng giàu thì nó tạo công ăn việc làm cho thằng nghèo, và thằng nghèo phải vươn lên và phấn đấu lên trở thành một những người tốt. Ngay cả từ ông Bill Gates trước khi ông trở thành một tỷ phú, một tỷ phú đó, thì ông cũng là một người nghèo thôi, ông cũng là một sinh viên nghèo, ông cũng đi làm, ông tận tụy. Warren Buffett cũng vậy, là tỷ phú Warren Buffett cũng vậy, ông ta cũng vậy. Ông ta nói mà cái ngay cả đời sống của ông rất là giản dị và bình thường, ông gớt một xu gớt đất ông còn lụm lên, mà ông ta nói như vậy đó. Thành ra đời sống của những người Mỹ á, họ sống rất là thực tế và thực dụng. Còn chuyện homeless thì tôi không đồng tình với anh vấn đề này. Còn lãnh tiền về vấn đề mà phúc lợi xã hội, anh mà bị mà tàn tật đó thì nó gọi là tiền disability, có là tiền tiền handicap. Nếu mà anh mà bị tàn tật vĩnh viễn đó thì anh lãnh theo cái tiền đó, nói chung nó cũng đủ ăn đủ xài thôi, đủ sống thôi. Mà khi mà bị như vậy rồi, đâu phải là đời sống của mình nó cũng gặp nhiều phức tạp chứ không phải giỡn. Nó đâu có ai muốn mình trở thành một người tàn phế đâu, mà chỉ có những người giả tàn phế thì mới ăn được những cái tiền gọi là tạm thời, nó gọi là exercise. Tiền đó, tiền này nó chỉ dựa trên một cái phần lương nào đó thôi, nó cũng tượng trưng thôi. Phúc lợi của Mỹ không phải là dễ ăn đâu, nhưng mà chỉ có một số người họ cũng lợi dụng
cái kẽ hở để đàn họ ăn. Cho nên trong những cái thập niên mà khoảng 90 đó, 90, 80, khoảng 90, 80 cho đến 2000 đó, người Việt mình bị chính quyền liên bang tiểu bang Mỹ nó quýnh rất là mạnh ở tại bang Cali. Tại vì lợi dụng phúc lợi xã hội, ăn tiền phúc lợi xã hội Mỹ mà vẫn có xe đẹp, nhà đẹp để ở, và cuộc sống của họ rất là sung túc, quýnh rất là mạnh trong thời gian đó. Thì sau này đa số một số người cũng hơi bị ngán. Cho nên trong luật pháp thì xã hội nào nó cũng có mặt trái của nó. Nó cũng có những người này, người nọ, chứ không phải là không. Tôi nói với anh, nước Mỹ nó là một cái hiệp chủng quốc, nó không có giống ai hết trơn á. Nhiều khi các anh là những người sống ở hải ngoại trên nước Mỹ, các anh đừng nghĩ rằng Việt Nam có thể phải giống như Mỹ, không thể nào được. Trên thế giới này thằng Mỹ nó là một cái thằng gọi là hiệp hợp chủng quốc, nó đa đa văn hóa, nó không có văn hóa, nó là một gia không có văn hóa, nó đa văn hóa, văn hóa của nó tùm lum tà la hết à. Nhưng mà nói văn hóa của người Mỹ á, thì phải nói là chỉ có cái dân tộc người người India là người người da đỏ, họ là người Mỹ 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 gốc, và hai cái bộ lạc lớn của họ đó là Apache và Navajo, là hai cái bộ lạc đó là lớn thôi. Họ chỉ có văn hóa của họ, văn hóa của họ rất là đẹp, truyền thống của họ rất là hay, họ tôn thờ thiên nhiên, là văn hóa của người Mỹ gốc là những người đó. Còn mà da trắng và những cái hiệp chủng quốc, nói đến hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đó, thì nó không có văn hóa, nó là thằng Cho em gọi là hỏi vô anh văn Long Minh hóa. lại, anh Long Minh cho em cắt ngang lời hỏi nè. Rồi. Hồi nãy em có hỏi anh Di Hoàng á, là em hồi nãy em hỏi anh rồi đó, em cũng từng cờ 2 năm về trước em đi ở trên YouTube á, là em thấy là có một tiểu bang nào mà đang phát cơm từ thiện cho bà con. Em hỏi gì anh Di Hoàng là anh Di Hoàng nói không có, nhưng mà Không, anh nó bảo cái là này anh có thấy không? có thể tại vì anh Di Hoàng ảnh may mắn ảnh sống trong một cái thành phố, hay là ảnh may mắn có cuộc sống ảnh đầy đủ, ảnh không thấy được, hay là ảnh chưa đi ra những cái nơi mà của những người nghèo họ sống. Nó có nơi tiểu bang nào cũng có nơi phát đồ ăn hết trơn, không có tiểu bang nào mà không có trên nước Mỹ không hết trơn á, đều có hết. Tại vì ở đâu cũng có những người sống vô gia cư, cho nên Phát đồ ăn, dạ đúng rồi. chính quyền tiểu bang á, nó phải lập ra một cái nơi để gọi là phát đồ ăn cho những người đó, để đặng mà nhiều khi họ 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 đói quá họ về đó họ ăn, họ đi nhiều khi họ đi xin ăn mà họ không có kiếm được đủ cái số để họ ăn, hay là họ muốn kiếm thêm đó thì họ phải về đó họ ăn, bắt buộc họ phải về đó họ ăn và phát cơm trong đó, họ nấu từ thiện. Bởi vì tại sao trên thế giới này chỉ có hàng Mỹ, tôi nghĩ là chỉ có hàng Mỹ nó có ngân hàng gọi là ngân hàng thực phẩm, food bank. À, các bạn vô Feed America và Salvation Army, mấy tụi này nó là chuyên gia chuyên môn lo về đời sống những người homeless, những người vô gia cư. Nó có ngân hàng đó để lúc nào, mỗi một ngày như vậy các bạn biết nó cần tới, tôi nhớ là nó cần tới mấy triệu, gần đâu khoảng gần 2 triệu khẩu phần để mà phát ăn cho những người mà vô gia cư hàng ngày, chứ không phải là ít. Cho nên những ngày mà lễ lớn đó, thường thì những cái hội đoàn từ thiện đó họ đi ra họ làm từ thiện dữ lắm. Thằng Mỹ là cái thằng làm từ thiện hơi bị nhiều, cho nên chính phủ Mỹ nó cũng đỡ được một cái gánh nặng này, và nó khuyến khích người dân Mỹ làm từ thiện rất là dữ dằn. Nó có những cái hội từ thiện vô cùng lớn hàng Mỹ. Thực phẩm, về thực phẩm thì nó có ngân hàng thực phẩm để làm từ thiện, chứ không phải là thực phẩm đó là để để cho ai muốn đến đó mua lấy thì lấy nha, không phải vậy, để dành cho những người nghèo. Cho nên ở Mỹ như nãy anh Huy Hoàng anh nói, thì lập trường của anh đó là lập trường thôi, anh muốn cộng sản, người cộng sản thay đổi. Thay đổi cái gì nữa bây giờ mới anh thấy đi, không thay đổi thì mấy anh cũng chửi, thay đổi thì mấy anh cũng chửi, không cho mấy anh về mấy anh cũng chống, cho mấy anh về mấy anh À cũng chống, mấy anh thấy không? Bây giờ đó, hỏi anh Đoàn nếu Ngọc mà đất Hải nước thay Việt đổi tan ông cái tôi nói thành hết. phố. Dạ, em nói Và câu anh nè, nói Đoàn Ngọc Hải muốn thay đổi cái thành phố mình cho đẹp lên thì bao que, quên lộn, cái người những người mà đang chống cộng đó cũng vô chửi Đoàn Ngọc Hải đó. đấy 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 ở đây anh không, bây giờ mình bỏ chữ bao que, bây giờ là đang nói chuyện ôn hòa, mình nói với người chống cộng đi, mình nói chuyện ôn hòa đi, Chống mà cộng nói nói về chuyện không? anh Di Hoàng, tôi không phải đem cá nhân anh ra, tôi thấy anh bị nhầm lẫn, anh không phải là con cháu của bao que, anh không phải, ba anh là người Mỹ, ba anh là người lính Mỹ. Một khi người lính Mỹ đó họ rất là nhân bản, họ giải ngũ rồi là xong, anh không phải là con cháu bao que. Cái này là anh bị tụi bao que nó đầu độc anh. Tôi nói với anh một cái điều rất là, chính những người con lai như anh đó, ba anh là người lính Mỹ, mà người Mỹ họ rất là nhân bản. Một khi họ trở về họ giải ngũ, tôi nói lại một lần nữa, họ giải ngũ vậy là xong, họ không còn có que nào hết trơn á, họ giải ngũ họ trở thành một người dân thường. Để anh phải suy nghĩ lại điều này. Tôi nghĩ là anh bị nhầm lẫn về vấn đề. Anh nói anh là
con cháu bà quê. Anh không phải, anh con lai, anh đã nói là anh là con lai mà. Anh Lô Minh ở chơi dưới Bình Luận cái anh gì, anh Tư Anh Tân thấy Bình gì đó, ảnh đang nói gì ở hô ở gì gì cũng phát văn gì đó, bùi phát thức ăn hàng ngày cho những người gì đó ở đâu, anh thấy bà hay Bình Luận không, anh nhìn vô Bình ở Luận Bùi giùm Phát, em á. anh Việt Dạ Nam hay Mỹ? ở Mỹ cũng có phát thức Ở ăn Mỹ chỉ chỗ. Dạ nếu mà lên YouTube á, có mấy người họ đi phát đồ ăn thiếu gì. Mẹ ơi, à dạ, có mà Võ Tắc có Thiên à, Nhiên chuyện cho mà Nhiên nói với bạn nè, bây giờ bạn muốn là sự thật đúng không, khi mà anh Lo Minh nói á, thì bạn nói sai đúng không, ngày mai tôi đưa Facebook của tôi cho anh Lo Minh đi lỡ chỗ phát cơm đó đó, quay trực tiếp cho bạn coi, để không thôi á, bạn nói là ở đây nói, ở đây nói là phải có dựng chứng, nói là phải có sự thật như vậy để cho các bạn mới tâm phục khẩu phục, chứ khi mà mấy nói chúng tôi nói thì anh các nói bạn gì nói nè, tôi là bao che bưng bít, bọn chúng tôi anh không nói bao che gì, bưng bít. Dạ, nói đi anh. Dạ những người như mà Võ Đắc Thiên á nói thì mình anh em mình chỉ cười thôi, chứ bây giờ dạ mà bây giờ Duyên có đưa ra một một triệu cái bằng chứng đi nó cũng vậy thôi, tại cái tư tưởng của họ làm sao là phải giải thể cái chế độ Việt Nam, tư tưởng của họ làm sao là phải đa nguyên đa đảng, họ đòi là như vậy. Nhưng mà những điều đó đâu có phù hợp với Việt Nam đâu, đâu có phù hợp đâu. Thì ra họ cứ bây giờ Nhiên có đưa ra 1 triệu bằng chứng thì Võ Tắc Thiên cũng vậy đó à. Mấy người này là anh biết họ quá rồi, anh chống mấy cái thành phần này ở trên mạng là anh nói Nhiên Võ là Tắc Thiên 15 cũng năm một rồi, thời hơn chửi rồi. Bác Hồ, mới cách đây cũng vô cái trang của Phượng Nguyễn với em gì đó, cách đây chừng tháng gì chửi Bác Hồ em dâm chỉnh sửa. Thôi kệ, kệ nó. Bây giờ nó chửi mình ngồi mình cười thôi, tại vì sao họ chửi như Đó vậy, cái văn hóa của họ, họ cái văn hóa của họ, cái người qua cái người Việt Nam của mình á, truyền thống là cái người mất rồi thì là xong, mà họ chửi mày cứ chửi đi, tao chọc cho mày chửi luôn. Anh nói thiệt với dạ Nguyên á, tao chọc cho mày chửi luôn, mày chửi đi dạ để sao người dân Việt Nam trong nước họ thức tỉnh, và những người mà người ta hiểu biết người ta thức tỉnh, ồ văn hóa của mấy thành phần chống cộng là như vậy đó sao. Phải không? Kệ họ, đối với anh chẳng có mất mát gì hết. Bác Hồ của mình vẫn lúc nào cũng vĩ đại dạ và như vậy là như vậy rồi. Cái cũng có nhiều quốc gia họ cũng lập tượng tôn binh Bác. Cái chuyện đó mình hãnh diện, còn cái chuyện những thành phần mà họ bất mãn chế độ, họ chống phá, kệ họ. Kệ hả? Tao chọc cho mày chửi luôn. đó Tao anh nói anh thiệt thấy em á. chọc không, em chọc không đi vô Ừ. em chọc không, mà giờ em chửi nữa, em chửi thề nữa, em chọc không Ừ. đó. Không chửi thề thì anh Càng chửi chọc thề theo lúc thôi. Chửi anh thấy thề không, cũng cũng vừa vừa thôi, anh hai anh nói em gì mình mà bây chửi thề giờ vừa toàn là đi vừa chọc thôi, không à, mình càng không đi chửi chọc quá. Anh mà chọc á chửi cũng vừa vừa thôi. Nói chung anh nói nhiên với à, tôi nói với anh, tôi thấy anh Di Hoàng, anh là người có cái tư duy gọi là đổi mới, tôi thích anh, có nghĩa là tư duy anh cải tiến. Tôi thấy anh, mặc dù tôi với anh bất đồng về ý kiến, bất đồng về chính kiến, nhưng anh em mình không phải là bất hòa. Bây giờ có nghĩa là anh là những người mà còn có tâm sự và nói chuyện, tôi rất thích. Có những cái lời nói của anh nó đúng, và có những lời nói của anh đa số thì tôi không đồng ý. Mà như cái mà anh nói anh là con cháu Ba Que, tôi nói anh sai, anh ngộ nhận, cực kỳ ngộ nhận. Những người mà con lai của tụi anh mà chống nhà nước Việt Nam á, là các anh đi ngược lại quyền lợi của đất Mỹ. Các anh đi ngược lại hiến pháp và luật pháp của Hoa Kỳ, bởi vì các anh không phải là con cháu của Ba Que, cha của các anh là lính Mỹ, và hoàn toàn anh chẳng dính líu gì tới Ba Que hết, Ba Que bốn que nào hết trơn. Vì cuộc sống của anh bây giờ là các anh trở về với đất mẹ đất cha của mấy anh thôi. Như anh Di Hoàng, anh là người 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 Mỹ gốc Việt, nhưng mà anh là người trở về với nguồn cội của cha anh thôi, chứ anh không phải là Ba Que. Xin lỗi, tôi muốn nói với anh một điều này. Còn anh có tấm lòng với quê hương đất nước Việt Nam của chúng tôi cảm ơn anh. Anh trở về với quê hương đất nước, anh nói được, anh còn nói được tiếng mẹ đẻ của anh, thì điều đó là mừng cho anh. Bây giờ hy vọng mà mong rằng những người như anh sẽ tiếp tục trở về với đất nước để nhìn thấy quê hương mình đang đổi mới. Còn chuyện ông Đoàn Ngọc Hải, cái đó là vấn đề dân sự. Các bạn nên nhớ cái vấn đề dân sự. Trong dân sự có những cái người lãnh đạo họ muốn thay đổi một cái quận huyện nào đó để cho nó có một cái gọi là đô thị văn minh, đẹp lắm nhưng mà dạ văn hóa, nhưng mà cái văn hóa của người Việt Nam mình lâu đời
bấy lâu nay họ chưa có thay đổi được những cái cách sống đô thị văn minh như vậy. Họ vẫn thích sống ồn ào, họ vẫn thích sống tấp nập, họ vẫn thích sống bán buôn vỉa hè như thế này. Nhưng mà muốn thay đổi cái tư duy đó không phải là một sớm một chiều. Cái cách làm của ông Đoàn Ngọc Hải là đúng, nhưng mà ông là người tiên phong trong lúc đầu, cho nên ông gặp nhiều sự sự phản đối và chống đối. Tại vì bao giờ ông vậy, những người đi đầu bao giờ ông vậy, họ tiên phong lúc nào họ họ bị chống đối rất là mãnh liệt. Đó. Cho nên một số những người mà họ thích sống về đổi mới văn minh đô thị thì họ thích. Đấy, không phải là không, nhưng mà đại đa số người Việt Nam mình hiện nay họ vẫn sống về những cái khu phố vỉa hè. Ngay cả một cái gia đình mà lúc mà ông già, ông cụ lớn tuổi đó, ông ra ông giành giật với ông Hải, ông cũng xin lỗi ông Hải và ông nói rằng ông cũng muốn có một cái đô thị sống văn minh như vậy. Mà tại vì ông nóng lòng, ông tiếc cái của, ông nói là ông tiếc cái của cái xe mà mấy triệu bạc mà gia đình ông đóng đó, ông tiếc cái của đó nên ông giành giật. Ông cũng xin lỗi ông Hải vì những cái hành động của ông. Đó là những cái lối sống văn minh mà người ta, người Việt mình họ đang thay đổi. Không phải là người cộng sản không biết thay đổi rất là nhiều. Các bạn nghĩ đi, chỉ có nay là tôi nói là chỉ có 20 mấy năm thôi mà đất nước Việt Nam đã như thế hơn ngày hôm nay. Các bạn đi về, như ngay cả anh Quy Hoàng, anh cũng thấy đô thị nông thôn quá. Cuộc sống của người dân, những mái nhà tranh nghèo ngày xưa bây giờ họ đã có những được những vách tường, những cái mái nhà để đặng che sống. Đó là những sự thay đổi mà tại vì các anh không chịu chấp nhận. Các anh không chịu chấp nhận, các anh bắt muốn làm sao phải dẹp bỏ chế độ cộng sản đi và đưa lên một cái chế độ đa nguyên đa đảng theo kiểu mà các anh đang sống ở hải ngoại. Việt Nam bây giờ đa đảng, đảng nào? Tôi hỏi anh Duy Hoàng bây giờ anh thấy đảng nào? Chẳng có đảng nào có tư cách cả. Đảng nào đi? Toàn là đem lên mấy anh mà bây giờ tôi nói đi Việt Nam bây giờ mà đa đảng hả? Mấy anh phá đất nước Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tôi nói khiêm nhường tan nát hết. Tan nát hết. Ngay cả bây giờ Không, mấy cho cái em đảng hỏi phái câu anh nè, cho em hỏi câu đa đảng nè, em hỏi câu đa đảng. Theo anh bây giờ anh em mình là đã mãn nguyện với cái chế độ này rồi. Hầu như đi tới đâu cuộc sống bà con được ấm no hạnh phúc, mình đi trên con đường những con đường đẹp là em đã mãn nguyện rồi, anh cũng mãn nguyện rồi. Theo mẹ em nghĩ giờ mấy ông mà đang chống cộng đó, mà lên trên mạng mà đòi gào đồ lên đó, muốn lật đổ chính quyền này, muốn đa đảng cái đất nước này, thì theo anh nghĩ đa đảng được phải là nó nhiều đảng phái trên đất nước Việt Nam mình không? Rồi bên đảng anh không này ở miền Bắc đi vô đánh miền Trung đánh miền Nam, đánh qua đánh lại, rốt cuộc ở lúc đó ai khổ? Theo anh lúc đó ai khổ, màn trời dưới đất ai khổ, phải người dân không? anh nói với gì như thế này, vấn đề đa đảng hay là một đảng ngày hôm nay nó không còn là quan trọng nữa, nó không còn là quan trọng. Anh đã nói với quốc quân, chia sẻ với quốc quân một lần rồi, nó không còn quan trọng nữa. Vấn đề là ai là người lãnh đạo đất nước, ai là người lái con thuyền vận mệnh đất nước để là thay đổi và tiến bộ đất nước ngày một phát triển và đổi mới đi lên, cái đó là quan trọng. Còn chuyện mà mình thỏa mãn với lại một cái chính quyền đó, nói chung đó, khó lắm. Bữa nay mình thỏa mãn, ngày mai mình có thể bất mãn không chừng, nhưng mà không phải bất mãn là mình quay ra mình chống, mình xuyên tạc, mình phá hoại. Mình bất mãn nhưng mà mình đưa lên những ý kiến hay, ý kiến tốt để đặng cho nó tốt hơn và tốt hơn. Không bao giờ, ngay cả xã hội Mỹ cũng vậy, người ta cũng bất mãn xã hội Mỹ vậy, nhưng mà người ta đưa lên những cái ý kiến, người ta phản đối để bày tỏ sự hiểu biết để cho nước Mỹ nó phồn thịnh hơn, nó tốt hơn. Việt Nam mình ngày hôm nay cũng vậy thôi. Nhưng mà nói về đa đảng, Singapore mấy đảng, bao nhiêu đảng, ông Lý Quang Diệu nắm quyền 50 năm trời, ông chết xong rồi Lý Thiển Long lên nắm quyền. À, ông lãnh tiền lương một năm hơi một năm gần 1,6 triệu đô Sing đó, khủng khiếp không? Đấy. Gia đình con cái ổng cũng nói nghiệp rồi, sống đất nước của ổng cũng vậy thôi, mà ổng sử dụng bàn tay sắt để đằng mà trị dân Singapore. Các bạn đi qua Singapore các bạn sẽ thấy những cái luật pháp của Singapore, nó dùng gọi gây gậy gôi mà nó quất. Nếu mà làm những cái đứa trẻ mà làm giống như là mất trật tự an ninh xã hội, ngay cả một thanh niên mà của Mỹ qua bị quất 10 gôi mà ông Bill Clinton xin, ông Lý Quang Diệu không 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 tha là không tha, phép nước vẫn là phép nước. Các bạn nhổ nước miếng cái thì cũng bị phạt, các bạn giục cái rác cái cũng bị phạt. Đó. Khi ông Lý Quang Diệu ông kêu bây giờ xây dựng cái đất nước Singapore, cả những người dân đó họ đồng lòng với nhau, họ hiến tặng đất đai, họ hiến tặng hết để rằng mà xây dựng cái đất nước Singapore, họ đồng một lòng với nhau. Vấn đề đa đảng không phải là quan trọng nữa, ngày hôm nay nó không phải. Nếu mà quan trọng thì Mỹ nó đã quậy phá Việt Nam mình, gói gói lụa gói gói loạn lên hết rồi.
Đấy, nó đem đa đảng, nó cũng đã bị sai lầm, bây giờ nó thấy rồi, nó đem đa đảng cho đến Libya, nó đem đa đảng cho đến Iraq, nó đem đa đảng cho đến Afghanistan, nó đem đa đảng cho nhiều quốc gia, ngay cả Ukraine bây giờ nhiều quốc gia đó còn như nồi cháo heo luôn, đất nước đa đảng đấy. Ukraine là một quốc gia đa đảng có tam quyền phân lập luôn, đấy đầy đủ hết, nhưng mà giờ làm sao toàn tệ, nó tồi tệ. Trong khi đó Việt Nam hiện nay một đảng người ta ổn định, Singapore cũng một đảng nắm ổn định, có nhiều quốc gia đa đảng như nói như Thái Lan cũng như nồi cháo heo. Philippines sao cũng đa đảng thì sao, bữa nay thì thế này dân nó cũng loạn lên, nó tô thôi đủ thứ đủ cách hết. Trong khi đó Việt Nam mình đang bình ổn xã hội, hiện nay mình đang gọi là giao thời, đất nước mình hiện nay đang giao thời, nhà nước Việt Nam mình đang tạo cái cơ hội để người dân Việt Nam trong nước của mình hiện nay tôi thấy đó, họ đang tiếp nhận với thế giới văn minh, họ đang tiếp nhận các bạn sử dụng internet như Duyên đây, các bạn đang ngó ra nước ngoài đang nhìn thấy những cái sự văn minh phồn thịnh và những cái cuộc sống nó đổi mới như thế nào. Các người dân Việt Nam hiện nay đang đổi mới và Đảng Cộng sản Việt Nam đang để cho người dân Việt Nam có những cái cơ hội này để họ vươn lên và tiến lên. Thế tôi nói các bạn bây giờ Việt Nam bây giờ có nhiều người bây giờ họ cũng khá giả như giống như Đoàn Nhật Vượng, các bạn thấy không, người ta cũng dữ dằn lắm chứ phải giỡn đâu, người ta cũng ông Đoàn Nhật Vượng cũng rồi Hoàng Anh Gia Lai rất là nhiều người, người ta cũng đang thay đổi. Cái bạn về Việt Nam nó cũng muôn màu muôn mặt, các bạn muốn sống văn minh những cái khu đô thị mà như nước ngoài, tôi nói bạn bước vô khu phố Mỹ Hưng đi, bước vô những cái khu đô thị mà văn minh đi đó, cỡ Việt kiều bước vô hơi bị trái tai á. Đó, Hả thì mụ à, thấy anh không đưa đó. Duyên thấy anh nói với Duyên là bây giờ Duyên bước vô khu đô thị mà những cái khu như là khu phố Mỹ Hưng đi, nó không thua gì nước ngoài, không Bước thua gì nước vào ngoài phố Mỹ Hưng á, trời sống y nước ngoài mà mua nhà đó hơi bị phỏng tay anh. Đại đấy. gia muốn mua Mà cho vô đó nổi hả, đó. mà vô đó sống rồi nó đâu ra đó nề nếp khu phố đô thị, nó văn minh dã man luôn. Cái người ta dân trí của họ rất là cao, đâu phải là ở Việt Nam đâu phải chỗ nào cũng là dân trí thấp đâu. Nói dân trí ở đây tôi muốn lặp lại một lần nữa, dân trí ở đây không phải là học vị như các bạn, dân trí ở đây là sự ý thức về cộng đồng, sự ý thức về xã hội, sự ý thức trong cái mô hình xã hội phát triển của con người. Chứ nhiều người đừng có nghĩ tôi ô rằng này nó học cao nhưng mà nó coi người ta học thấp, này không phải dân trí đây, không phải như vậy. Tôi nói mà không, dân trí đây không phải là học vị. Các bạn nói nếu tôi nói dân trí ở Mỹ cao vậy hay không, lẽ thằng Mỹ thằng nào nó cũng đi ra kia nó học đại học hết trơn à? Đâu có nhiều thằng nó cũng dốt đấy mà, có nhiều người còn ở trong rừng trong rú, có nhiều người ở gần xa, đâu phải là ai cũng vậy hết đâu. Mô hình xã hội dân trí là cái sự ý thức, nó sự ý thức của con người cao, chỉ vậy thôi chứ không phải là học vợ học Hỏi gì. anh nha anh Lô Minh, Hỏi nhiều đấy. em nhiều câu hỏi lắm, em thắc mắc mà em trong lúc em không biết cái gì thì em hỏi anh cái đó thôi. Không, Phía rồi giờ đó. Việt Nam mình cũng có cái chỗ là giàu, là cái chỗ mà cũng phố đô thị đồ cũng y như nước ngoài, ở bên sinh luôn, cũng như là phố Mỹ Hưng quận 1 đồ đó đó Đúng rồi, đúng không. đấy, vô quận Rồi ở 1 bên thôi. Mỹ, em nói ngược anh lại nè, bên Mỹ có chỗ mà bang nào nghèo nhất anh biết chỗ đó không? Nếu mà nói bang nghèo nhất hả, cái này anh phải lên mạng, anh phải bỏ xuống, thường thường anh ít có để ý. Thường thường theo anh biết hiện nay nó nằm ở Chicago, nó nằm ở Chicago. Chicago là một, nó có, nó tới đâu khoảng 20 tiểu bang gọi là nghèo nhất nước Mỹ. Đời sống nhà cửa lụp xụp khoảng 20 tiểu bang, 20 cái thành phố nó gọi là nghèo nhất nước Mỹ. Anh nhớ là Chicago là một, còn nhiều lắm. Nó nói chung nó nằm ở khu vực miền miền East của nước Mỹ, gọi là giống như Việt Nam gọi là miền Bắc, miền Nam, miền Bắc miền Nam đó, thì nó nằm ở miền East, East Miền Bắc là nước Mỹ hướng không, cái này nó gọi là East Mỹ, nó chỉ có East thôi à. East với lại West, East là hướng 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 đông, miền 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 hướng đông á, thì nói chung khu vực ở đó nhiều nhiều dân nghèo hơn. Dân ở đó đa số họ sống nghèo. Atlanta cũng có những thành phố nghèo, Chicago nè, Michigan nè, những cái khu đó anh nhớ là ba tiểu bang đó, nhưng mà nó có tới 20 thành phố trên nhiều tiểu bang lắm, nghèo. Anh có thể gửi Rồi link ra. rồi xong, cảm ơn anh nhiều, hôm nay anh trả lời cho em hết những cái ý à. Em hỏi anh lại, hôm nay em được mãn nguyện rồi, nhưng mà em còn cái mãn nguyện này là anh chưa làm được cho em mong tới ngày hôm nào anh rảnh chủ nhật á,
thì em sẽ gọi anh đi live stream mấy cái chỗ mà phát cơm từ thiện cho em mời anh vô, anh đi quay Được, lên anh cho bà con thấy, được. và chỗ ăn Với em xin nhớ. đó em cần cái chỗ đó Được, anh sẽ đó, vô. Ừ. so Phải sánh xếp với người hàng Việt đi Nam vô. đó. Thấy Vậy tội lắm nha, em em ơi, cảm ơn anh nè, nói chung xuống đi em coi thấy cảm ơn tội không. anh trai Lô Minh nè, nó nghe nè, anh Lô Minh để em nói nè, em cảm ơn anh nhiều lắm, mà anh biết Ok. khoái không, em không mắc cười gì hết trơn, em mắc cười một cái là cái cuộc live stream anh một lần đầu tiên rồi á ha, rồi qua ngày hôm sau nó đòi nó chém nó giết, lúc đó em ngồi em cười không, em nói thật sự lúc đó em cười mà vừa cười mà sợ nó, trời ơi tội nghiệp ổng, ổng tức tụi nó mà ổng lên ổng chửi tụi nó, bây giờ nó đòi chiếc rồi chém biết ảnh hưởng gì tới ổng không, thôi bây giờ sợ quá thôi không có cho ổng lên diễn đàn nữa, ổng lên diễn Nó đàn bảo ổng nói sự thật quá rồi bao que nó đòi nó giết ổng nữa, khổ nó lắm. đi báo, nó đi báo FBI vậy. Nó báo FBI mấy tuần nay, nó đi báo Đó FBI đó chứ, nó à. báo báo FBI, nó bắt anh, nó mắc cười rồi nó đưa ra tiếng mấy tờ giấy FBI rồi tùm lum, anh mắc cười và anh cười đau cả bụng luôn, nó Thì hoang tưởng đó dã man. em nói hả, em qua một ngày hôm sau anh thấy em không có lên gặp anh đúng không, rồi anh thấy em chia sẻ những cái bài em chụp hình em đăng lên trang em không, tao nói thôi ha, vô những trang tụi nó là trang nào cũng có mặt anh hết, trang nào cũng có mặt anh luôn, rồi cái gì nó làm clip nó chửi anh, tao nói hết đó lả tùm lum, mà hầu như là qua ngày sau anh nổi tiếng ở bên Mỹ luôn, trang Nói tiếng bên gì em Mỹ bên ơi? Úc Canada gì anh Long Minh cả thì Dương cũng vậy, bên 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 Việt Nam Nó uy cũng có tiếng Anh nó bển luôn, trời ơi tôi nói anh khắp thế giới luôn, qua ngày hôm sau toàn thế giới biết đến anh, khổ nói lắm chung tại vì hả. anh bức xúc gì, nhiều khi mình chia sẻ về đời sống thật ở Mỹ, nó nhảy dựng lên, nó chửi mình, nó đào mồ cuốc mã, nó lôi mình ra, nó chém, nó bắn, nó làm y như thiệt vậy. Anh nói chuyện với Quốc Quân, rồi anh nói chuyện trên mạng, nhiều khi anh đưa những cái chuyện, câu chuyện ở nước Mỹ, mình thấy những cái xã hội mình đưa lên để cho mọi người cùng hiểu biết với nhau để mà tìm hiểu. Nó chửi anh tới bời ba lá, anh tức quá anh mới live stream lên anh chửi nó, anh Thì chửi nó, em cũng đâu anh có mới hơn tức gì anh, thiệt là khốn kiếp. em cũng đâu có Anh hơn gì làm luôn, anh biết em nè, anh làm sống luôn. 11 tháng trên những cái kẻ thù đòi giết đòi đâm đòi chém thì anh, mà mấy anh chỉ nghe ở trên mạng nó nói thôi, nó còn chưa nói là nó khủng bố trong Messenger em nữa, rồi gọi điện thoại cho em nữa, thì anh biết em bị khủng bố cỡ nào Đó. không, mà nhưng mà đối với em á là em nó vững rồi thì em chẳng bao giờ lời nói sự thật tôi không sợ gì hết, mà kẻ thù ở sát một bên luôn em cũng chẳng sợ luôn, thì em Mà nói anh cũng như em như vậy đi. em nhớ nha, nếu mà chủ nhật bên Việt Nam là thứ bảy bên anh á, nhưng mà em nhớ là vậy đó nha. Chủ nhật bên Việt Nam đi trước bên này ngày á. Nhưng Dạ mà em muốn thì live stream á với anh á thì nhiều khi thứ bảy rồi thì tiện hơn cuối tuần á. Còn chủ nhật nhiều là khi ban là anh cũng ngày phải có ít không, việc. em cũng Mà live nhớ giờ là này đúng chủ không nhật em. Việt Nam là chủ nhật là thứ bảy. Dạ Sớm hơn giờ này thì cũng được, như hồi sớm vậy đó, chị, như hồi sớm vậy là được rồi. dạ vậy Anh em lái xe chúc chung anh với nhiều sức khỏe tụi đau nha. thao là thiếu gì em ơi, nói chung thiếu gì, tại vì nhiều người như anh Huy Di Hoàng hay một số người họ không có đi đi vào thành phố, hay là họ không có đi xuống trung tâm thành phố nhiều, họ không thấy thôi, tại vì công việc của anh đi dữ lắm, nói chung anh lái xe hơi bị nhiều á. Cho nên nước Mỹ anh nhìn mọi khía cạnh mọi góc hết, anh đi dữ lắm, mà xong tiền xăng anh đổ một tháng là muốn nuôi cả một gia đình ở Việt Nam. Anh đi á, tiền xăng á, tháng khi đổ có 1.000 đồng, chứ bây giờ công chuyện của anh đi dữ lắm. Nhiều khi mình đi nhiều á mình mới thấy được những cái xã hội bên ngoài, những cái khu, những cái vùng sâu vùng xa, có nhiều người Mỹ họ sống còn còn quê mùa lắm, chứ không phải là ai cũng giống như một số người nghĩ đâu. Những gọi là những cái khu gọi là ngoài thôn quê ngoại ô, cái khu mà gọi là nó chưa có được chính phủ mà gọi là vô đó để đặng mà phát triển đô thị á, đường đất chứ không chưa có được đường nhựa nữa. Điện đồ nước đồ mình cũng phải tự kéo về hết, chứ không phải cái chỗ nào chính phủ cũng phải kéo về cho mình đâu. Có những cái khu làng vài ba người, 5-10 người vậy đó, họ sống rồi họ cũng phải tự tung tự cúc tự tự cung tự cầu tự cúc hết, tự túc hết, điện nước đồ cũng vậy, họ cũng phải đào giếng khoan giếng, họ cũng phải xài máy này máy nọ để đặng mà họ làm họ sống, chứ đâu phải là những cái vùng ngoại ô nông thôn Mỹ có nhiều nơi nó còn đơn giản lắm em ơi. Có nhiều người tại vì dân Việt Nam mình qua Mỹ họ sống trong thành phố đó. Anh Lê Minh, em chúc anh hôm nay vui vẻ đi, tại vì còn diễn đàn em là gì Nguyễn Khoa này không biết ở đâu mà sớm giờ cứ mời tôi
cho Nguyễn qua lên đi ok hả em, mời Vinh Đỗ, rồi mời rồi Vinh anh ơi, mà bye bye mời mời anh trả dạ lại. em, bye bye anh.